Cô chào các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1 môn lịch sử địa lý lớp 9 với phần phân môn lịch sử. Đối với phân môn lịch sử, các em sẽ ôn tập chủ đề Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1945, gồm hai giai đoạn. Giai đoạn Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1930 và Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945. Về hình thức kiểm tra, các em sẽ làm bài kiểm tra giữa học kỳ 1 theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Đối với phần trắc nghiệm, cô sẽ gửi đề cương cho các em. Các em sẽ đọc nội dung trong sách giáo khoa để trả lời các câu hỏi. Về phần tự luận thì cô sẽ hướng dẫn như sau. Đối với phần tự luận này, chúng ta sẽ có 4 câu hỏi ôn tập. Câu hỏi 1 và câu hỏi 2, các em sẽ đọc đoạn tư liệu và sau đó trả lời các câu hỏi. Câu số 3, các em sẽ trả lời Nguyễn Ái Quốc có vai trò như thế nào đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Và câu số 4, mình sẽ lý giải tại sao Đảng Cộng sản ra đời. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của phong trào cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ 20. Đối với câu số 1, các em sẽ đọc kỹ cái đoạn văn, đoạn tư liệu và chúng ta sẽ tìm cái câu trả lời phù hợp với câu hỏi. Hướng dẫn trả lời như sau. Đối với câu A, tác phẩm Đường Cách Mệnh chỉ rõ Việt Nam phải tiến hành cuộc cách mạng nào? Hướng dẫn trả lời như sau. Đó là cách mạng giải phóng dân tộc. Vậy nhiệm vụ của cuộc cách mạng đó là gì? Hướng dẫn trả lời là đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập tự do. Câu C, lực lượng cách mạng được xác định trong tác phẩm Đường Cách Mệnh bao gồm những ai? Hướng dẫn trả lời. Đó là tất cả các lực lượng yêu nước trong cả nước, trong đó công nông là gốc của cách mạng. Vậy nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam là gì? Đó chính là sự lãnh đạo của đảng Marxist. Đối với câu số 2, các em cũng sẽ đọc kỹ đoạn tư liệu và tìm ý trả lời phù hợp đối với các câu hỏi trong đề bài. Câu A, hội nghị hợp nhất các tổ chức đảng diễn ra ở đâu? Đáp án là tại nhà một công nhân ở Cửu Long thuộc Hồng Kông. Tham dự hội nghị gồm những đại biểu nào? Hướng dẫn trả lời. Đó là gồm Nguyễn Ái Quốc, Trịnh Đình Cũ, Nguyễn Đức Cảnh, Châu Văn Liêm, Nguyễn Thiệu, Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn. C. Hội nghị hợp nhất các tổ chức đảng có những loại nội dung gì? Hướng dẫn trả lời như sau. Thứ nhất là thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ vắn tắt, chương trình tóm tắt của đảng do Nguyễn Ái Quốc dự thảo. Hai là quyết định phương châm và kế hoạch tiến hành hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước. Ba là cử ra một ban trung ương lâm thời. Và bốn là xuất bản một tờ tạp chí lý luận và ba tờ báo để tuyên truyền. Đối với câu số 3, Nguyễn Ái Quốc có vai trò như thế nào đối với Đảng Cộng sản Việt Nam? Hướng dẫn trả lời như sau. Là người có công sáng lập và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu số 4. Tại sao sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặt vĩ đại của phong trào cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ 20? Hướng dẫn trả lời như sau. Đó là vì nó đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo cách mạng. Trên đây là nội dung ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1 mà cô đã vừa hướng dẫn các em. Chúc các em ôn tập hiệu quả và làm bài tốt nhé. Thân ái chào các em.